Cũng trong sáng ngày 23 tháng 12, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone Lê Nam Trà cho biết, nhà mạng này đã đạt doanh thu năm 2016 vượt kế hoạch 7,2%, đạt 38.439 tỷ đồng. Cụ thể hơn, trong năm 2016, Mobifone phát triển mới đạt 19 triệu thuê bao, vượt 1,1% kế hoạch đặt ra trong năm 2016 và tăng trưởng 11% so với năm 2015. Doanh thu toàn tổng công ty đạt 38.439 tỷ đồng, đạt 107,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 4.539 tỷ đồng. Ông Lê Nam Trà cũng cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển của Mobifone, thực hiện đồng loạt trên 4 lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, kênh phân phối bán lẻ và đa dịch vụ. Dù còn nhiều việc trong cải tổ quản trị sau khi tách khỏi VNPT, song Mobifone đã nỗ lực phát triển gần 8.000 trạm BTS, thiết lập hệ thống truyền dẫn trục Bắc Nam. Năm 2016, Mobifone đứng ở vị trí số 4 trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, theo đánh giá của Brand Finance. Đạt 38.000.